ở đó. Bây giờ mình cấp bích, mình backup cái cấu hình, backup auto database của cái HTML server nhé, database HTML. Đầu tiên phải remote user server nhé, remote user server. Đó, mình backup nhưng mà mình không có lưu ở local mà sẽ lưu ở Google Drive luôn. Tại khi mà lỡ có server sự cố gì mình lên Google Drive mình download về cái database đó. Thì mình phải đăng ký cái Google Drive đây. Bây giờ mình sẽ tải cái file của Google Drive, tải cái file của Google Drive về máy tính nè. Tải ứng dụng cho máy tính nè. Đầu tiên phải cài Google Drive trước. Rồi tải nó về rồi cài đặt luôn. Rồi bấm vào đây để cho đưa app đưa cái socket vào đốc tết luôn ha. Rồi cài. Hello. Đó là mình sẽ sau khi cài xong rồi đúng không, xong rồi mình sẽ sign in vô, thì sign in vô và sử dụng cái Gmail ha, bấm vô Gmail có đăng nhập sẵn lên Google, lên tới Google Chrome rồi mình sign in vô luôn đó, chọn phụ phép và số đây nó sẽ sign in cho mình vô đây. Sugarai nó sẽ nằm đây. Đó. Rồi sau đó mình vô bánh đằng bên thì cài đặt nè. Mình tiến sân xì nó đây. Rồi mình sẽ chọn vô này, nô thanh bỏ đi. Mình sẽ chọn vô đây, cài đặt lại. Cài đặt cái chỗ này á, là mình sẽ chỗ này OG đúng rồi. Cái này giữ nguyên. Sign up giữ nguyên. Máy này giữ nguyên hết, đúng chính xác. Tài khoản là chính xác. Rồi sale. Đó. Rồi. Rồi mình add folder nè. Folder bấm vô folder này, add folder mình chọn mirror nha, được không? Chim nghe mirror. Mirror là ở dưới này bảng trên, máy trên đó bảng luôn. Ừ. Mình chọn mirror ha, chọn mirror file. Ừ. Mirror file rồi mình change folder nè. Change thì đây mình sẽ chọn vô UD ha, UD không E ha, UD không E gì đó, mình chọn đây. Mình để đây là backup Google Drive đi. Đó. Đó, vậy đây. Google Drive những cái gì của Google Drive sẽ nằm ở đây này. Đó. Đó. Sao. Guitar later. Guitar.
Rồi đây thì ok. Đó. Đây ổ vuray, ở đây là cái một góc vuray nằm đây. Đây mình sẽ tạo thêm một cái nữa là backup. Backup database. Đó. Chút xíu mình sẽ backup database vô đây thì tự động nó đẩy lên vuray nha. Đó. Là nghĩa là xong cái phần ổ đĩa rồi. Vuray mình cài, cái game cài vuray sinh ra một cái một vuray đây. Đó. Đó. Đây. Này này vi trùng mà nó này e này vi trùng mà cái đi đây đó rồi bây giờ tiến hành mình sẽ set up backup tự động hàng và theo giờ chỉ định nó chui vô đây ha. Thì trước khi làm cái việc đó thì cái đầu tiên mình phải xa cái này lên ha, xa này lên thì xa này lên ha, thì mình sẽ vô cái chỗ gọi là service MMSC vô đây. Mình sẽ kiếm vô cái chỗ gọi là SQL, bấm chữ S, SQL agent property nó auto boot, nhớ chọn auto boot xong rồi start nó lên thì cái này hiện tại running nè mới làm được à. Đó thấy nhớ rồi, sau đó cái đoạn code mà cái đoạn code của mình gửi qua là nó có đây, đoạn code là backup symbol nè, nó đây. Mình copy hết tất cả con container này, copy nó xong mới lên server. Lên server với mở cái thằng là SQL server management Turo 17, 18, 16 gì cũng được, mở lên. Thì được đây. Xong rồi new query chọn đúng database nè, new query. Đó. Rồi dán nó vô. Dán nó có thể vô. Rồi cái chỗ này á, cái tên đầu tiên của nó là backup nhé, Every Wish đây 2 thì mình rename lại thành backup SDD đi. Rồi tên thì bất kỳ tên gì rename ra em ha. Đây rename đây là đổi tên rồi. Rồi tiếp theo backup chỗ comment này nè. Main này á thì chỗ đây là backup database nào, tên gì để vô đây. Rồi đây backup database info SA55. Ở đây to disk là lưu ở đâu? Lưu ở đâu thì bây giờ mình nói lưu ở đâu? Mình sẽ lưu ở ODD Google Drive database Google Drive ha. C. Rồi sau đó mình lưu đâu mình đây là chỗ C này mình bỏ mình xóa nó tới đây. Xóa nó đi. Đó, xịt nữa. Sau này là tên database nè, mình lưu là tên gì? Info AC, tạc tên gì cũng được. 55.bak. Đó, yeah. Rồi. Chụp edit. Rồi xong. Sửa xong. Xong rồi là mình coi lại tất cả mọi thứ xong F5. Cái nào là compiler successful là mà cái này mình sửa đúng rồi mình chạy được. Chạy được thì mình sẽ thấy ở đây. Job nè, SQL agent nãy mình xài này nằm đây. Đó, được cái này, đúng không? Thì mình sửa lại. Nó chuột vô đây thì đây có mấy cái mình làm hết trơn rồi, bây giờ mình quay lại cái schedule nè. Cái schedule này là mình sẽ chỉnh lại thời gian edit đó, thời gian là backup SDD chỉnh là recurring nè, chỉnh là backup daily hàng ngày, hàng ngày backup vào mấy giờ, ví dụ như mình hàng ngày mình backup là 10 backup là 10 12 giờ trưa đi, nghĩa là sau 12 giờ trưa. Ok rồi, đây mình new thêm cái nữa. Đây mình sửa này lại đi. Sorry. Lúc này là 12 giờ PM. Đúng không? Trưa. Nhiều một cái nữa. 17 giờ PM. 17 giờ A. 7 giờ PM. Chiều. 7 giờ ha. Rồi bây giờ nó backup hàng ngày luôn. Hàng ngày 17 giờ PM. Ok. Ở thêm cái nữa, new thêm cái nữa dán đây là 10 không giờ em không vậy 23 giờ chứ 23 giờ cuối ngày 23 giờ
cuối ngày làm cái nữa, 2:59 đi, 55 bây giờ thấy không đó, ngày 2:55 bây mà đó đó. Rồi thì qua khung giờ này tự động nó backup. Ok đó, chuột phải coi đúng không, đúng không, đây đúng rồi. Giờ mình chạy thử nè, tích phải ở đây để mình chạy thử nè, star job accept, chạy thử coi. À, nó chui vô tự động nó sẽ sinh ra mình một cái file, cái file nó sẽ nằm ở đây nè, bắt cái bấm bát nè, nó và tự động của chui ra sẽ nhận nè, update lên thấy chưa, nhận update lên rồi tiếp tục backup lần nữa thì ghi đè vô từ từ để qua để chút xíu upload vậy, upload nó upload lên lên đây thì mình sẽ để lên đây mình sẽ thấy nè, thấy một cái đây chưa lên, upload chưa lên xong đấy chưa, upload lên là mình sẽ thấy được chưa, 80% mà này cũng nhẹ. Nó dầm cho mình nè, đúng không? Lên lên. Rồi dụ ghi đè vô sao? Ghi đè vô đúng không? Ghi đè vô. Dụ một ngày backup 3 lần thì sẽ ghi đè 3 lần. Nhưng mà tại sao ghi đè ở dưới đây á, thì mình chỉ thấy được một file thôi nha. Nhưng đi lên Google Drive á, sẽ thấy được nhiều file, nhiều cái version. Từ từ để lên lần nữa đi. Đó, lên lần nữa. Google Drive, tại sao mình dùng Google Drive, vì mình dùng Google Drive để Google Drive cho mình, nó chia cho mình nhiều cái phiên bản để mình muốn lấy cái version ngày nào mình lấy version ngày đó. Ví dụ muốn lấy version trước đó 3 ngày mình lấy vẫn được, rồi lấy version trước đó 5 ngày lấy vẫn được. Nhưng thật sự ở trên đây chỉ luôn có, nó luôn có một cái à, thật sự ở trên đây nó luôn có một file duy nhất. Nhưng mà lợi dụng cái Google Drive, cái cấu Google Drive này nó mới làm được chuyện đó nghe. Google Drive nó mới làm được là nhiều version cho mình. Đó, thì ở đây nó lên rồi ha. Đây, nó lên xong ha. Được ha. Thì đây mình lít phải đây. Nó có một cái là quản lý phiên bản, thấy không? Thì ở đây cho mình có hai phiên bản thứ nhất là phiên bản 14 giờ 16 phút, phiên bản thứ hai là 14 giờ 17 phút. Muốn lấy phiên bản nào tải phiên bản đó, mình không có mất được. Nó tuy nó ghi đè vô nhưng nó có version ở chỗ này để mình biết được cái phiên bản nào, cái phiên bản nào. Một ngày mình sẽ có 3 phiên bản, đúng không? Một ngày mình sẽ có 3 phiên bản. Mình cúp 3 lần, mình chọn 3 khung giờ nè, 3 khung giờ. Ở đây mình cúp rồi mình chọn 3 khung giờ. Khung giờ ở đây. 3 khung giờ 1 2 3, đúng không? Khung giờ. Đó. Nếu như tới bước này mình chạy nó không ăn nè, mình chạy báo nó báo lỗi thì mình phải làm thêm một thao tác nữa. Nếu tới bước đó là không, làm thêm một thao tác nữa ha. Nếu tới bước đó mà chạy không ăn thì mình làm thao tác cuối cùng mới chỉ nè, con quyền lại nè. NT Service MS nè, copy này ha. Mình vô phân quyền lại cái thư mục này, tại vì nó không có ghi đè được thôi. Nó không có quyền ghi đè thôi, chứ gì. Mình vô cái thư mục này, mình tích phải đây property nè. Rồi sau là security nè. Edit nè. Add nè. Add cái service này nó có quyền app server nè, hai cái luôn à. Cái này thêm cái nữa. Đó, cái dưới này luôn. Hai cái nha. Các em này có quyền modify, có quyền modify luôn, full cũng được, cho full luôn cũng được, full luôn. Anh này có quyền full vô đây, vô thư mục này. Nó thì lúc đó nó ghi nó lúc đó ghi đè dễ hơn. Không. Đó. Giờ backup thêm cái nữa nè, tất phải vô. Đó. Đó. Thì backup hồi nãy thì đây cái file này đổi nè, cái file này mình thấy nó sẽ đổi ngay. Đó nè, 20:20 đúng không? Thì Google Drive đây nó nhận thấy có cái mới, nó sẽ open tiếp. Mới open tiếp, open Google Drive đấy. Thì cái Google Drive mình đây, mình sẽ hồi nó lên, chút xíu nó lên thì mình sẽ thấy cái phiên bản này nó thêm 3 phiên bản luôn. Chưa? Nhưng mà Google Drive mình vẫn chiếm có một dung lượng thôi, hiểu không? Hiểu không? Tuy database mình làm gì tới 15GB, thì khi database mình hơn 15GB thì mình mới mua cái Google Drive, còn database mình dưới 15GB mình vẫn làm được cái này. Đúng không?
Đây phiên bản nè. Đó. Không, còn backup toàn bộ cái máy ảo máy chủ luôn á thì cũng được, backup nội máy chủ luôn, phải cài cái phần mềm VMware Convert này nè. Backup toàn bộ máy ảo luôn, backup toàn bộ cái máy này luôn thành một cái máy ảo. Sử dụng máy ảo này mình host lên cái máy chủ ảo để mình làm luôn, giống như snapshot nguyên toàn bộ, giống như backup nguyên toàn bộ cái Win luôn á. Dùng phần mềm này để backup cái này thì tính để mình tính sau đi. Dùng phần mềm VMware Convert á, backup lại xong mà lấy cái file VMware mình đưa qua chỗ cái data center đó, nó đẩy lên giống như một cái server bình thường không? Đó, xong mà backup á, cấp nó vậy thôi, như đó thôi. Rồi, kết thúc video đây luôn nha.